Từ anh em, bây giờ tôi lái xe giờ ghê hơn trước nhiều rồi. Đấy, anh em thấy chưa? Quá ghê, quá ghê. Quá ghê. Đồ, thấy chưa? Giờ tôi phải như trước nữa rồi, giờ tôi đi khác rồi, giờ lái xe mẹ là chuẩn bài luôn. 12 seconds later. Xuyên luôn, xuyên lỗ luôn. Trời ơi, tao nói nó gọn. Rồi bên kia luôn. What the fuck? Giờ tôi phải như trước nữa rồi, giờ tôi đi khác rồi, giờ lái xe mẹ là chuẩn bài luôn, chuẩn bài luôn, chuẩn bài luôn. Ơ gì đây? Gì đây? Đâu? Đâu sao? Rồi sao tự động buông chuột đi? Không hiểu biết không? Vẫn còn cố. Người hay là tự động buông chuột, đúng không? Buông chuột. Accept. Estolopy. Tôi đế hiểu. Làm gì? Tôi làm gì? Để tôi coi làm gì. Để coi. Rồi tôi gượt theo vậy đó. Đấy, lùm súng lên tôi bắn. Lùm súng lên tôi bắn. Lùm súng tôi bắn chết. Đấy, vậy cho nó cay. Đây tiệp súng. Lùm súng tôi bắn chết. 2000 years later. Ngay. Ngay ngay. Ngay bả luôn. Ê ê. Đâu được, đâu được. Đâu được, đâu được, đâu có được. Lại lấy cái xe đâu có được, đâu có được. Tưởng ai ngu như mày à. A few moments later. Từ từ em chưa thai nạn. Đéo được với ông à. Nó gượng tôi. Em xin lỗi anh đẹp trai, anh ơi anh đẹp trai, anh tha cho anh với. Người hay là tự động buông chuột, đúng không? Buông chuột. Accept. Estolopy. Tôi đế hiểu. À đẹp trai ơi, tha cho em với. Em chưa có thai nạn, em hết xăng rồi. Chết mẹ hết xăng rồi. À. Anh Bookie ơi, tha cho em. Anh Bookie ơi, tha cho em. Hai viên rồi, yếu cực. Thằng này nhiều máu quá. Mẹ! Cay quá. À! Nope.